Ok, mình sẽ reaction bài của Osat Min. Em muốn ăn gì? Ủa, cô muốn lên Sài Gòn không? Thích Min. Chỉ thích Min thôi. Muốn nghe thử. Nếu như anh em nói mà kiểu như là anh em không thích thì mình chỉ nghe thử thôi. Tôi hay dặn, làm gì làm, đừng hỏi. Dở lắm thầy ơi à. Con Min này nó dễ thương lắm bộ. Kiếm sao làm? Chẳng ngại đường xa, dù là đêm tối hay chiều tà, em chỉ cần nói ra và đôi ba phút là anh sẽ qua, chẳng để hà chi hết. Ủa mà thằng Osat này là nó kiểu mà nó rap hay là nó là ca sĩ ta? Thấy hai bài hát gần đây ca hơi nhiều nha. Thầy chỉ biết là cái gì? Ê, 3 giờ em còn chưa ngủ, tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ, chẳng phải người em phụ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà đến lúc nào cũng là người trên mây. Ê, tóc em là suối, mắt em là hồ đó, ca sĩ rap à? À, vừa là ca sĩ vừa là rap à? Không, nhưng mà thầy nghĩ rap hay hơn chứ. Biết em yêu ánh mặt trời nên anh giấu đi từng ngày mưa rơi. Em Đọc mà anh là thơ à? chẳng có chi, anh không hiểu được em. Oh. Thế nhưng đây không là mơ, hóa ra anh vẫn ngây thơ, hóa ra luôn có điều về em làm anh sững sờ. Anh sẽ lại nghĩ suy thật lâu vì câu hỏi cũ hôm nay. Em thích ăn gì? Em ăn gì cũng được, em ăn gì cũng được, chỉ cần đi cùng anh thì em ăn gì cũng được. Nói đi em xin đừng lan man, chỉ cần nói ra anh sẽ cùng em ăn khắp thế gian. Không biết có ai mà gọi là đang trong cái thời kỳ mà gọi là yêu đương với nhau á. Tại vì hồi xưa thầy cũng đã từng trải qua thời kỳ yêu đương rồi. Mỗi lần đi ăn đâu dám kiểu như là đâu dám chỉ ăn gì đâu. Mới yêu mà. Ăn gì, hôm nay muốn ăn gì nè. Em ăn gì cũng được hết. Anh dắt em đi đâu đi đó nha. Phóng xe thẳng vô khách sạn cho ăn chuối liền luôn. Giận. Phóng xe thẳng một phát khách sạn vô khách sạn ăn chuối liền. Giận liền. Giận. Con ác ôn chưa? Con ác ôn chưa? Hỏi ăn gì? Hỏi ăn gì? Em ăn gì cũng được. Xong tới lúc người ta dắt đi ăn. Tới lúc người ta dắt đi ăn theo ý muốn của người ta thì mấy ba mấy má giận. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, nó phải như vậy, em đàn ông con trai phải như vậy, phải cục như vậy mới được. Khổ tâm hết sức nè, khổ tâm mấy má hết sức. Nó cỡ đẹp đẹp như vậy là như vậy đó. Đó đó đó. Em muốn ăn gì đây? Chắc từ nào mà lại chẳng có mây. Em muốn ở nhà hay ra ngoài ăn hay? Em muốn ăn bún chả Thà vậy, lạc thì gà, thà vậy, ô sát nên vậy. Một tô bánh canh cua có đủ hấp dẫn, hay là em thích phở gà? Đi đâu anh chở mà, chẳng phải đường xa, đồ ăn đầy ra, chả có phố xa. Hay là rủ thêm mấy cô bạn bánh bèo để ăn bánh xèo, hay là cá kèo mấy phút là hết veo. Buồn phiền thay con đó mà chết theo. Muốn cho về tuổi thơ thì ăn kẹo kéo, cứ ăn thôi chẳng sợ béo. Vì em được thì mà, anh cũng yêu. nghe dễ thương Ăn mà. ly trà sữa cho tâm hồn nhá. Để làm việc mệt mỏi thì đã có ngay một ly cà phê sữa đá. Em chỉ cần nói ra món mà em thích, chẳng cần phải là đứng đó. Chỉ cần đi cùng anh thì em ăn gì cũng được. Nói đi em xin đừng lan man, chỉ cần nói ra anh sẽ cùng em ăn gì cũng được. Nghe câu dễ ứng dễ sợ. Đó 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 đó. Muốn gì nói mẹ nó đi, muốn ăn gì nói mẹ nó đi. À, cái này gọi là MV quảng cáo Rap Food tái hiện ra rồi. Rap Food ăn gì cũng được nhưng mà đừng bỏ bữa là được nha.
đâu phải tự nhiên cái lời bài hát nó như vậy đâu tụi em ơi, có booking nữa, không phải lời bài hát tự nhiên nó như vậy đâu. Người ta làm nhạc là dạ phải có tiền chứ, không có tiền thì sống làm sao, nghe dâu nói không, nghe đen dâu nói không, không tiền thì sống làm nhạc như thế nào. Trời ơi, không tiền làm nhạc như thế nào. Em ăn gì? Ừ, lên GrabFood. Muốn gì có đó nghe em. Đặt cái có người lại tới liền luôn, đặt cái có người lại tới liền luôn. Không nghiêm điếc đâu rồi. Còn cho bố vui thiệt, cái bài này nè. Thứ nhất là nghe Osat rap không có quen, ở hát không khác cái gọi là hát khúc đầu không có quen. Thà rap ở khúc cuối mà còn nghe được được. Nghe nó gọi là nó quen. Nó quen thuộc hơn với là cái hình ảnh mà gọi Osat của thầy biết. Đó, còn cái thứ hai nữa cái lời bài nhạc. Trời ơi nó đúng thực tế vãi đái tụi em ơi, nó đúng thực tế vãi cả đái luôn. Thầy nói tụi em biết đừng bao giờ nói thiệt. Thầy đã từng trải rồi. Thầy chia sẻ kinh nghiệm yêu đương của tụi em. Lúc mới yêu mình nên là người chủ động, mình phải tìm kiếm sự chủ động. Cái đó vẫn là phương châm sống của thầy, phải tìm kiếm sự chủ động. Đừng bao giờ mà gọi là hỏi cái con bồ mình nó muốn gì, muốn ăn gì, muốn làm gì. Trời ơi, mấy má thay đổi 360 độ. Mấy má vừa muốn ăn chuối, rồi mấy má vừa muốn ăn nho, mấy má vừa muốn ăn lê, ăn lựu. Mấy má cái gì mấy má cũng muốn ăn. Xong rồi túm lại, mấy má thích uống trà sữa. Vẫn còn có giáo án tà tửa trong đó. Vẫn còn giáo án tà tửa trong đó. Trời đất thánh thần ơi, khổ lắm. Yêu đương tầm này, bây giờ tao nói tụi mày rồi, đừng có yêu đương gì tầm đéo này hết. Má mình thua biết luôn rồi. Tầm này đừng yêu đương, làm đi có tiền. Tụi mày chỉ cần làm có tiền thôi. Đó, muốn ăn gì? 500 đi. Cúc thổi mắt tao. Ok, muốn ăn gì? Mẹ, muốn tiền. Đi, đi, bé em ơi, bắt tiền đi ngay. Hiểu không? Hiểu ý này không? Hiểu ý này không? Phải tìm kiếm cái sự chủ động đó. Bằng cách gì? Molly. Có Molly giải quyết được tất cả. Chỉ cần có Molly thôi, Molly giải quyết được tất cả.